Thì đây ba cái thố em làm giao cho khách. Hôm nay em tìm quay video lại mấy cái hàng lừa anh em. Đây cắm phèo, chắc phèo nó nhiều, anh cứ nhìn vô tưởng là ngoài dép chứ không phải nha. Chắc phèo gỗ á, vân màu ngoài quay ngoài trời này màu ánh sáng đầy đủ á, sáng sắc nét nó đẹp hơn, vân view ok. Hôm trước em quay trong nhà hơi tối. Cắm phèo rồi, nó đang cắm giọt nước nè, em thấy giọt nước nè, trên nắp cũng dính giọt nước luôn nha. Đó, vân view ok lắm. Cắm giọt nước thì màu nó hơi sẽ hơi tối hơn cái mấy cái loại cắm khác. Đây, như cắm này vân sụn bình thường nè mà nó sáng màu. Chắc vân ok, để tầm một tháng nữa nó đầm màu là đẹp. Đó, hàng này em giao khách rồi nha, khách đặt 3 cái kích thước hàng vừa nhỏ để bàn. Đó, anh chị có nhu cầu mấy cái hàng này thì liên hệ em làm nhé. Cảm ơn mọi người đã xem tin.